Bài pháp bạn đang nghe được phát trên website www.moidenchanhpap.com. Tiếng nói chân lý chánh pháp nhà Phật. Mời quý Phật tử kép tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể đại chúng đạo tràng tu tập Bát Quan Trai cũng như quý Phật tử thiện nam tín nữ, hôm nay là ngày 28 tháng Giêng năm Bính Thân, nhằm ngày 6 tháng 3 năm 2016, theo chương trình là ngày tu tập Bát Quan Trai của đạo tràng chúng ta. Thì cái chủ đề tu tập kỳ này tôi có lên trên bảng cho quý vị được rõ, đó là tùy trần trục ảnh ngã pháp hoạnh sanh. Thì mỗi một tháng như vậy đó, chúng ta tu có một cái chủ đề. Thì tôi mong rằng đại chúng đọc cái chủ đề đó rồi tư duy, rồi quán chiếu, rồi tu tập cho cái có cái an lạc trong một tháng. Cái chủ đề hôm nay thì quý vị nghe đó cũng có thể nghe rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta dành riêng để mà mình nghe lại cái một cái tiêu đề này thôi. Các đại chúng nên thấy chúng ta sanh ra cuộc đời này đâu có ai sanh ra mà tạo tội đâu, phải không? Khi mình sanh ra mình rất là vô tư, mình rất là hồn nhiên, mình rất là tự tại. Nhưng mà lớn lên rồi đó thì bắt đầu nó mới có những cái điều sai trái, là bởi mình chạy theo cái giả trần, mình chạy theo những cái sắc cảnh. Chữ sắc cảnh có nghĩa là vật chất. Tôi nhắc là vật chất, chữ sắc. Hãy nếu đọc trong kinh mà thấy có chữ sắc có nghĩa là vật chất. Mà vật chất không phải là tiền bạc, nhà cửa vật chất, mà tất cả nói những cái hình tướng mà chúng ta thấy được, rờ mó nắm bắt, rộng hẹp, vuông tròn, xanh vàng đỏ trắng, tất cả những cái mà mình thấy được, mình biết được thì gọi đó là vật chất, gọi là sắc. Nhưng mà nếu đối với chư Phật, nếu chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền, thì đối với sắc cảnh đó, các ngài nhìn biết nó là giả, nó là không thật. Vì vậy các ngài không có tạo nghiệp, không có duyên theo. Còn chúng ta đó thì tâm Phật thì có, nhưng mà vì cái mình duyên theo, mình bỏ mất cái bản tâm của mình, mình lạc quên cái bản tâm của mình, cho mình duyên theo cái sắc cảnh đó, mới gọi là tùy trần. Tùy trần là mình theo, mình theo cái trần mà mình trục ảnh nó, mình bị cái tư tưởng đó, mình bị những cái sắc cảnh đó mà nó làm cho mình dính. Dầu nói nó là thật đối với cái pháp thế gian, nhưng mà đối với cái pháp xuất thế gian thì gọi nó là giả. Bây giờ cái cành lan này, cái hoa lan trước mặt tôi đây, thì cái pháp thế gian thì gọi nó là thật, là có đó. Nhưng mà nó không tồn tại, nó không tác giả, nó không cố định, nó không đứng yên, nó không trường tồn. Như vậy thì cái gì gọi nó là có? Như vậy có đây là sao? Là giả có. Giả có bởi cái duyên hợp. Nhưng mà nếu mình không khéo, mình bị mê mộng, mê muội, cho nên mình chấp lấy nó, mình bảo thủ nó. Bây giờ cái sắc trước mặt
Tôi đây hai cái bình hoa lan đẹp như thế này, thì chúng ta biết nó đẹp, nhưng mà nó đẹp để chi? Để nó điểm tô cái cảnh ngày hôm nay để chúng ta tu. Chúng ta thấy nó trang trọng, chúng ta thấy nó trang nghiêm để tu. Nhưng nếu một ai đó nói ồ này đẹp quá, hồi chiều mình về mình lấy nó làm của mình, thì như vậy thì nó là gọi là bắt đầu nó là quá thành một cái tham, nó quá thành cái trần. Bây giờ nó là cảnh, nhưng mà có ai đó có cái tâm niệm lấy nó, chiếm đoạt nó, thì nó lại là thành gì? Thành trần. À, bây giờ thấy không? À, cho nên học đạo phân tích rõ như vậy. Như vậy thì trong đây mấy chục Phật tử như thế này nè, thì hiện giờ đâu phải ai cũng thích cái này đâu. Có nhiều vị mình nhìn vô là hiện lượng thôi, thấy nó là hiện lượng thôi, kệ thôi, thấy nó biết à biết đó là hoa lan, mình vô tư, mình không có ý gì hết á. Thì như vậy gọi cái đó là hiện lượng. Nhưng mà nếu mình có cái ý trong đó thì gọi là tỷ lượng. Như vậy thì con người mình á, thường hay chạy theo bóng dáng của tiền trần. Đức Phật nói trong Kinh Lăng Nghiêm á, là thường hay bị để sáu căn nó tác động với sáu cảnh, rồi con người chạy theo bóng dáng của tiền trần. Cho nên nhận vật làm con, nhận phiền não làm tâm. Thấy không? Mình chạy theo bóng dáng của tiền trần, cho nên vô tình như vậy đó, mình nhận cái vật làm con. Cái vật là cái gì? Là cái tiền trần. Cái tiền trần có nghĩa là mình chấp chặt những cái sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Mình chấp chặt nó như vậy, cho nên vô tình mình nhận nó làm nhận vật làm con, nhận phiền não làm tâm. Mình tưởng nó nói ồ sao tâm tôi phiền não quá, tâm tôi buồn quá, tâm tôi giận quá, tâm tôi thế này, tâm tôi thế kia. Nhưng mà cuối cùng cái tâm mình đâu phải là tâm như vậy, phải không? Nhưng mà mình nhận phiền não lầm tâm, lầm, mình lầm tưởng là cái phiền não đó là do tâm mình, chứ không phải. Cái tâm mình nó không có phiền não, mà nếu có phiền não thì còn gọi nó là vọng tâm. Cho nên cái bài pháp hôm nay á, tôi giải từng chữ như vậy để các vị học cho rõ nha. Nếu các vị không nhớ hết thì chịu khó đọc hai cái câu kệ này thôi. À, tôi in ra như nè. Thưa đại chúng, cái lòng của tôi chân thành muốn cho đại chúng Phật tử của mình có cái trí tuệ. Những cái bài giảng mà tôi ngồi tôi soạn tôi in ra cho các vị thế này, không phải là tôi kể lễ, chứ là bằng một cái tấm lòng chân thành, có cái ý trong đời của chúng tôi là muốn các vị thuộc. Khi các vị thuộc rồi đó, các vị đụng những cái cảnh duyên nó tới các vị thì các vị không có thấy nó là khổ đau. Khi mà chúng ta bị những cái chướng ngại, những cái chướng duyên nó tới, cái là quý vị lấy cái này ra, quý vị là cái đầu đề để quý vị gọi là cái phương pháp để diệt trừ cái chướng duyên đó. Khi cái chuyện gì nó tới, quý vị nói à, nó tới rồi đây, nó tới rồi đây, các đầu quý vị sao nhớ là cái bài mình đã học rồi, cứ mình à cái đó mình cũng lấy ra, mình đấu võ đài với nó. Đấu võ đài phải là đấu võ đài với bên ngoài, mà đấu võ đài với cái tâm, cái tư tưởng bên trong của mình. Tùy trần trục ảnh, ngã pháp quạnh sanh. Theo trần mà dính với cảnh á, thì sanh ra cái chấp pháp, chấp nhân. Cho nên con người chúng ta nó có hai cái thứ chấp. Thông thường chúng sanh một đời này nó có hai thứ chấp. Một là chấp nhân, hai là chấp pháp. Chấp nhân là chấp người, hai là chấp pháp, là chấp những cái việc ở bên ngoài, ngoài ta, là nhị chấp. Mà cái nhị chấp này đó, nó có khi gọi là câu sanh chủng tử, có khi là câu sanh chủng tử. Có nghĩa là gì?
Có nhiều lúc á, cái chấp này nó theo ta, nó cùng thời với ta, đâu thời đâu đâu quá khứ á. Mà cho tới ta sanh ra nó đã có theo ta rồi, gọi là câu sanh chủng tử. Cho nên thọ sinh ra thì đã khóc ché rồi, có nghĩa là nó báo hiệu cái cuộc đời này nó đầy dẫy những cái tang thương, những cái khổ đau, những cái dinh nhục. Cho nên không ai sinh ra cười hết á, thấy không? Ai sinh ra cũng khóc hết. Có nhiều bác sĩ nói á, nếu mà đứa hài nhi nào mà sinh ra mà không khóc á thì phải dỗ vào mông của nó cho nó khóc, chứ không cho nó khóc á là sao? À, mấy cái màng ở lỗ mũi nó dính lại là nó nín thở luôn đó. Như vậy thì cái điều báo hiệu trên cuộc đời này, con người sinh ra vốn là có cái tiếng khóc ban đầu mà ra. Như vậy thì con người bởi vì sao? Bởi vì nó đã từng đắng cay, từng đau khổ ở đâu đâu trong quá khứ rồi, cho nên sinh ra nó vốn như vậy, gọi là câu sanh chủng tử, nó theo một lượt với mình. Rồi càng khóc thì càng qué lên, mà càng qué thì càng co tay, càng nắm tay, phải không? Đâu có đứa đứa nít nào nó khóc mà nó nó đưa tay đâu, mà nó là nó co nó nắm tay, nó giật lên. Như vậy có đó là không câu sanh chủng tử là cái gì? Đó là cái sự bảo thủ, cái sự chấp ngã của cái một cái chúng sanh đó, một cái hài nhi đó. Nhưng mà hài nhi đó, đối với các mắt bình thường thì ta thấy nó là hài nhi, nhưng mà thật sự nó từng vô lượng kiếp nó đã là con người hoặc là một con động vật gì rồi, ví dụ vậy. Cho nên bây giờ nó sanh ra nó vốn nó còn sợ hãi, nó còn lo âu, nó còn sợ sệt, nó còn bảo thủ đó, cho nên gọi là câu sanh chủng tử. Đó rồi bây giờ mình lại mình đựng đấy, cưng nghe con nó chưa biết gì hết trơn, mình nó cười à. Còn mà lại nó cha mày mẹ mày, là tự nhiên nó cũng chưa biết gì hết, mà có khi nó sao, nhưng mà khóc. Như vậy đó là bóng dáng của tiền trần. Đó là tôi nói đứa hài nhi thôi đó. Còn người lớn chúng ta thì sao? Chúng ta nhìn thấy bằng mắt thường, chúng ta thương người này ghét kia, giận người nọ, tức sự thật á. Chúng ta hiện bây giờ chúng ta đang sống trong cái màn sân khấu của cuộc đời. Hiện giờ chúng ta đang mơ mộng trong cái cuộc đời. Bây giờ chúng ta thấy có người này thương, người kia ghét, người nọ thế này, người này mình vừa lòng, người kia mình không vừa lòng, vân vân. Mình thấy như vậy chứ không phải hiện tại đâu, mà quá khứ mình đã gặp nhau rồi. Cho nên kiếp này mình sanh ra để mình trả nghiệp. Tại sao hôm nay mình thương, ngày mai mình ghét? Tại sao hôm nay mình bằng lòng, ngày mai mình nghịch ý? Tất cả đều là thành quả nghiệp, nhân quả nghiệp báo. Có khi người thân lại là kẻ thù, có khi kẻ thù thì lại là người ơn, có không quý vị? Tất cả đều nhân quả nghiệp báo. Mình biết Phật tử, mình biết như vậy rồi, cái rồi thôi, mình nhậm vẫn trước y thường, tùy duyên trừ cũ nghiệp. Nhậm vẫn trước y thường có nghĩa là mình chấp nhận xá chi những cái việc nó thông thường như vậy, đó là nhậm vận. Nhậm vận trước đi thường. Đó, mình xá chi thì nhậm vận là xá chi trước những cái việc bình thường mà mình chấp nó làm chi, để tùy duyên trừ ngũ nghiệp. Tôi thật sự á, tôi giảng thì tôi mừng lắm. Quý vị biết tôi sợ bây giờ cái tuổi tôi bắt đầu nó qua 40 á, tôi sợ nó quên. Thì cảm ơn quý vị, chứ có quý vị về để tôi giảng nên tôi mới nhớ lại. Mà tôi cũng dạy cho tôi nữa, chứ không phải mình học rồi cái mình thành thật liền ha. Mình học rồi mình làm được theo đâu. Nhiều khi nó quên, đụng việc cái nó quên. Nhờ nhắc như vậy nè, phân tích như vậy nè, rồi cái tôi mới nhận trở lại, sáng trở ra.
Như vậy mình xá chi những cái việc bình thường, thấy không? Mình được đơn giản vậy nè. Tùy duyên trừ cổ nghiệp, theo cái duyên mà trừ đi cái nghiệp cũ của mình, chứ cũ á. Như vậy thì Phật tử nên nhớ á, nếu các Phật tử mà còn danh lợi với đời hơn thua theo thế gian á, thì nghe những cái trái tai nghịch ý thì giận. Nhưng mà nếu các vị mà vì đạo, hiểu đạo, tu theo đạo rồi đó, tôi rầy, tôi la, tôi mắng, tôi nhiếc, tôi quở, tôi phạt, cái gì có giận không? Đó là một cái chỗ để mà mình rèn luyện mình. Quý vị đừng có ham mà nghe những cái lời ngon ngọt. Thế gian họ từng nói rồi. Còn bây giờ tôi nói vậy đó, thật sự ra quý vị không phải tôi nhắc đi nhắc lại để quý vị cảm tình với tôi, không có. Nhưng mà tôi mong muốn rằng đem hết cái khả năng, những gì vốn có tôi được hiểu biết, tôi trang trải lại cho quý vị. Nhưng mà tại sao có nhiều khi tôi giảng nặng nề? Là tại vì quý vị đã bị lún sâu vào cái cội gốc, nó vô cái tâm địa rồi. Cho nên bây giờ muốn vậy thì phải chặt, phải tề, phải đốn, phải đoạn. Cho nên quý vị đừng có sợ đau, quý vị đừng có ham thuốc dán nữa. Hồi xưa tôi cái gì tôi cũng dán thuốc dán hết, mà bây giờ tôi không có dạy mà tôi lợi dụng thuốc dán nữa đâu. Có nhiều khi tôi phải nặng, tôi phải giọt, tôi phải trị, uống thuốc để trị tận gốc nó. Thì bây giờ các vị cũng như vậy á. Bây giờ đời của Phật tử ngồi trước mặt tôi đây nè, thật ra thì các vị không có biết mình còn sống bao lâu nữa đâu. Có nhiều khi quý vị còn sống 50 năm nữa không chừng, mà có nhiều khi sống trong ngày mai nữa không chừng, phải không? Vô thường lão bệnh, bất dữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong sát na dị thế. Cái già cái bệnh nó không hẹn cùng người, sáng còn tối mất và qua đời khác rồi, tắt hơi là qua đời khác. Tôi cũng như vậy, tôi thấu được, dầu là tôi chưa có chứng thực tướng được cái vô thường, nhưng mà tôi có ý thức được cái vô thường. Cho nên lúc sau này tôi sợ tôi chết rồi tôi không nói được, nói được cái lẽ thật của đạo, cho nên tôi làm thẳng thôi. Làm thẳng đó là vì muốn đem hết cái tâm tư, cái nguyện vọng của mình để mà chia sẻ với Phật tử cái lý đạo. Chứ còn nó vô thường đâu có hẹn với tôi nữa. Bây giờ cái mở của tôi là 650 đó, tôi báo cho các vị biết như vậy đó. Thì bây giờ thật ra đó, coi như là hiện giờ là tôi mở cao, máu thấp. Như vậy là một cao một thấp là báo hiệu rồi, vô thường rồi. Rồi bây giờ có khi ăn thì nó ăn rất là ngon, có khi thì nó ngán không ăn cái gì, mà có khi nó ăn hoài không thấy no, là tôi biết cái con người mình là thân tứ đại này nó là muốn chống với mình rồi. Đó, có khi ngủ ngon lắm, ngủ như chết. Có khi thì không biết làm sao mà mình không có, thật sự trong tâm tôi lúc này tôi không có lo nghĩ gì hết á. Nhưng mà tôi mới hiểu được cái khổ của các Phật tử lớn tuổi. Tôi chưa lớn tuổi nhưng mà khi tôi bị hoàn cảnh này tôi mới được hiểu chỗ đó. Có khi không có lo nghĩ gì mà muốn ngủ cũng không được, mà có khi ngủ như chết. Cho nên vì vậy mà mình muốn trị liệu cái thân cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thì không thấy vô thường tới là cái gì mà không lo mau rút, không lo cần kiếp để truyền đăng tục diệm, để tiếp dẫn hậu lai. Vậy mà các giảng, tôi có nhiều vị đó tôi giảng giống như ông già. Còn thì thật ra đó, nếu ai mà biết được đó, thì năm nay là đúng 20 năm tôi đi giảng rồi đó. Nghề nó dạy nghề, cho nên 20 năm của thương trường đi hoằng pháp thì thật sự già rồi, chứ còn gì nữa là trẻ. Đời người 60 năm, 27 năm ở trong chùa, mà 20 năm đi giảng dạy thì còn gì nữa là trẻ, phải không? Nhìn thì trẻ thiệt, có khi hồn nhiên, có khi như trẻ con vậy đó. Nhưng mà thấy rõ, thấy được vô thường rồi. Đó, mà mỗi người thì nó có cái quyến thuộc của nó, chứ không phải mà trên đời này á, nếu ai cũng ghét tôi hết thì sao tôi sống.
Mà nếu ai cũng thương tôi hết thì người khác cũng sao mà sống, phải không? Quý vị thấy rõ không? Mà trên đời này nói vậy đó, hãy có kẻ thương thì có người ghét, mà có người ghét thì có kẻ thương. Cho nên tất cả mọi người đều có quyến thuộc của nó hết. Hồi nãy mà tôi ngồi tôi đánh máy cái danh sách mà quý vị cúng dường hàng tháng á, mỗi tháng tôi ngồi tôi đánh máy rồi tôi dán lên á, thật sự trong tâm tôi muốn rơi nước mắt. Tôi mới thấy là mấy chục Phật tử này nè, từng người này tháng này này, giống như tôi chú nguyện ở trong đó, tôi mới thấy là cái đoàn Phật tử này mới là người giữ chùa. Vậy sao tại sao mình nhiều khi mình gần á, mình không thấy trân trọng, còn cứ mình nghe bên ngoài có những người á, nó không hề tới đây, không hề cúng được cái gì mà nó chọt vô không à. Thành ra tôi mới đọc lại cái danh sách, tôi mới nói đây là những người bảo vệ giữ chùa. Tôi nói với Thượng Tọa, tôi nói với Thầy Quảng Đăng, nói cả một cái nỗi lòng của tôi đưa đến vậy. Thì tại sao mình không hết lòng vì những người này? Nếu thì như vậy thì các vị biết là cái trách nhiệm, cái bổn phận, cái tấm lòng của các vị, thì bây giờ các vị cứ mà tu thôi. Chỉ có cái thứ dại dột, cái thứ điên cuồng mới là ngu si mà mình bỏ vô mà mình không có hưởng được cái gì. Quý vị bỏ tiền vô không phải là hưởng cái gì hết á, mà quý vị phải hưởng cái trí tuệ. Cho nên tôi nói như vậy á, thì các vị nên biết một điều rằng là quý vị đừng có nhìn tôi vào bằng một mặt thương hay là ghét, mà quý vị nhìn tôi bằng cái bộ mặt là quý vị học được cái gì để cho mình phát huy cái trí tuệ của mình. Quý vị hiểu chỗ đó không? Còn trên đời này á, thế gian họ nói rồi, có tài thì họ ganh với tài, có đức họ ganh với đức, mà có nghiệp họ ganh với nghiệp. Mình mà xấu không bằng họ, họ cũng mưa mình nữa. Cho nên người tu hành mình phải nhớ, phải giữ gìn cho được cái câu đó, nhậm vẫn trước y thường, tùy duyên trừ cửu nghiệp. Cho nên là cứ tôi buồn buồn cái tôi hát mình tôi mấy cái bài mà tôi viết ra, tôi copy cho các vị. Tôi nói ôi lang thang là do lang thang, ta lang thang trong vũ trụ sang hà, không ai trọng ai màng, lòng dặn lòng nguyện theo gió đi, đem thanh lương dâng hiến cho trần gian. Vậy thôi. Cứ mình giữ cái tâm mình vậy thôi, chứ còn bây giờ mà mình có nhiều khi mình thổi á, có nhiều khi mình thổi ngọn gió thanh lương nhưng mà cái người nó không đủ duyên thì nó gặp, nó cho đó là ngọn gió độc thì mình cũng phải chịu thôi, phải không? Cho nên người tu giờ đối với tôi thì không ai trọng ai màng. Thật sự là trọng cũng không cần, mà khinh cũng không màng. Đó, cho nên hiểu vậy là các Phật tử cũng vậy nữa, bây giờ đi chùa cũng vậy nữa, tới đây cũng không ai trọng ai màng hết đó. Cứ việc mình tu, mà muốn tu thì phải học. Rồi tôi nhắc là học để nó mới bồi bổ trí tuệ được. Và rõ ràng vô thường, tháng trước tôi bắt quan trai người khác, tháng này tôi bắt quan trai người khác, phải không? Rõ ràng nó quá vô thường không? Ôi, cho nên chuyện vui hôm nay và khóc một giờ nữa là cái chuyện quá bình thường. Trời, vô thường mau chóng như vậy đó. Vậy mà nếu ta là người trí mà ta không chấp nhận để tùy duyên trừ cụ nghiệp á, thì coi như là ta giàu có tu trăm năm, tu mãn kiếp nữa cũng không thấy được đạo là gì. Như vậy thì tùy trần trục ảnh, ngã pháp quạnh sanh, mê lưu cố cánh, vọng thành tham sân si hữu lậu nghiệp. Vì mình cuốn theo, mình uống theo cái mê mờ mà mình tạo nên các nghiệp hữu lậu. Hữu lậu bởi tham, bởi sân, bởi si, bởi mạng.
Như vậy thì tham từ đâu, sân từ đâu, si từ đâu, mạng từ đâu? Mạng nó có ngã mạng, nó có mạng quá mạng, nó có ti liệt mạng, vân vân. Có khi mình ngã mạng, có nhiều người tu thì không có ti liệt mạng mà ngã mạng, còn có nhiều người thì mình ti liệt mạng, nghĩa là mình không ngã mạng mà mình cảm thấy mình thua người ta, mình tủi thân tủi phận, mình rút chui rút nhủi, có nghĩa là mình thấy mình hèn hạ, mình thấy mình dở cũng không được nữa. Đời này không có ai dở hơn ai hết á. Cho nên đừng có ngã mạng mà đừng có ti liệt mạng, còn mạng quá mạng. Có nhiều người coi như là hơn cái ngã mạng nữa, thấy mình cái gì cũng giỏi hết á. Một người khen nhưng mà có hàng ngàn người chê sau lưng thì cái khen đó nó có giá trị đâu. Rồi tăng thượng mạng, tăng thượng mạng là một số vị tu hành á, chưa chứng thấy đã chứng vân vân. Cho nên nói cái chữ mạng này thôi nó cũng nhiều ý nghĩa như vậy. Nhưng mà mạng hay là quá mạng, hay là tăng thượng mạng, hay là ti liệt mạng, nó từ đâu mà ra? Nó từ cái tham, cái sân và cái si. Như vậy thì quý vị muốn không có tham, không có sân, không có si, thì bây giờ quý vị phải sao? Phải dứt cái ngã pháp, phải đừng có chấp ngã và chấp nhân nữa. Trời, con người mình mà chấp ngã rồi mình làm bao nhiêu cái tội tay trời. Tôi thí dụ như ngày hôm qua có một vị thượng tọa tới tôi nói là có một Phật tử thiện nam đây nè, hỏi vậy chứ thượng tọa có làm gì gì cho thầy tài ông dạy không, mà ông kéo tên thượng tọa ra ông nói vậy một câu đó thôi là giết người không giao. Vì theo một câu đó thôi là giết người không giao. Tu hành mà bao nhiêu năm tu công đức không biết mà chọt như vậy, may là các thầy tu mà nếu mà hiểu rồi, còn không hiểu á thì sao? Giữa ông hai ông thượng tọa quýnh với nhau, quýnh nhau đâu phải mà quýnh lộn đâu, mà đem một cái tâm thù hằn chém giết lẫn nhau, bằng bởi vì giết nhau chẳng kiếm lưu cầu, giết nhau bằng cái u sầu, đọc chưa? Như thấy chưa? Cho nên quý vị tu khéo giữ mồm giữ miệng, mà khéo muốn khéo giữ miệng được thì phải giữ cái ý mình cho nó thanh tịnh. Cho nên các Phật tử nhớ là có khi thầy giảng thầy nói tên ai không biết, nhưng mà nếu mình là Phật tử tu hành thiệt á thì sao? Mình không có nói lại. Không phải bữa đó nói Diệu Lan, Diệu Lạc cái Từ Phi nó bữa đó không có bà Từ Phi, bà có làm gì không mà thầy giận thầy la bà quá. Thầy nói tôi biết thầy nói bà đó. Vô tình quý vị phải quý vị đưa tôi lên cái án tử không? Nếu tôi có giận mà tôi có nói cái người nào đó mà mình cứ tưởng mình có biết mà thầy nói người đó đi nữa, mình là Phật tử bảo vệ cho thầy thì mình sao? Mình đâu có đem mà đi vẽ ra vậy. Cái đó là mang cái tội gì của gì biết không? Tội nói dối. Nói dối nó có bốn cách nói, là một là sao? Nó lưỡi đôi chiều. Hai là nó lời thiêu dệt. Nó lời hung ác. Nó lời đâm thọt. Mà những cái muốn nói dối như vậy là từ đâu? Từ cái tâm của mình, mà từ cái chấp ngã của mình mà ra, đúng không? Tại vì xúc phạm tới mình cho là mình người đó xúc phạm tới mình, cho nên mình phải tìm cách mình triệt hạ họ. Mà triệt hạ họ để hả cơn giận thì thù với quán, quán với thù nó cứ nó mãi nó chất 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 chồng. Cho nên các vị nhớ, có những cái mình tu mà mình không biết mình tu cái gì là vậy đó nha. Như vậy thì tu hôm nay là tu cái thân, tu cái miệng và tu cái ý. Như vậy thì sở dĩ có tham, có sân, có si, có mạng là bởi vì mình chấp gì? Chấp nhân và chấp pháp. Mà các vị nào mà chịu tu mà gần tu thời gian là tu đẻo, tôi nói thiệt tu đẻo mà tới thì quý vị chịu nổi là quý vị ngon lành à. Còn mà quý vị mà thấy tôi đẻo, quý vị giận là tôi đẻo thời gian là tự động là quý vị trở thành da búa hết à. Còn mà quý vị chịu tu á, mà cãi đó cãi, ông thầy giữ đệ tử hiền mới ngon lành chứ. Còn mà bây giờ tôi hổ quý vị mà tôi hiền mà quý vị giữ thì đâu có ý nghĩa phải không? Để cho thầy giữ vậy đó mới được. Tôi chấp nhận tôi giữ mà. Chấp nhận giữ phải sắc, phải gọt, phải đẻo, phải bào, phải đục. Cho nên tụng kinh ấy, nó có một cái nghĩa trong năm nghĩa của kinh nó là thằng mực. Thằng mực có nghĩa là cái sự dây mực mà niết kia nè. Muốn cho cái cây nó thẳng trở thành dáng, trở thành cây cho nó ngay là thẳng thì phải có cái dây mực mà nẻ đó.
thì mẹ nó mới nghe thẳng được chứ. Còn bây giờ quý vị học đòi ông thầy hiền sao quý vị học ca học lên được, phải không? Tôi nói vậy không phải tôi bào chữa cho tôi, bởi vì tôi giảng đây không phải là tôi tính giờ. Người đời họ giảng là tính giờ, giờ nhiêu tiền là tôi làm đây là vì đạo, vì đại chúng tôi giảng, chứ đâu tôi đâu có ăn tiền quý vị đâu mà tôi phải cầu cạnh gian sinh quý vị để quý vị cảm tình với tôi. Đó, cho nên quý vị hiểu vậy là quý vị phải cảm thông à. Còn khéo là cứ giận hoài, hết cái chuyện này giận tới chuyện kia giận, hết cái ngọn gió phương Bắc thì tới ngọn gió phương Đông, rồi hết ngọn gió phương Đông tới phương Tây, nó thổi tới hoài, nó không dính vô mắt thì nó dính vô mũi, không dính vô mũi dính vô tai, không dính vô tai dính vô nách, ai chịu nổi. Cho nên vậy mà đại chúng nên nhớ đó, nghe pháp của tôi cứ việc ráng đi, trân mình mà chịu đi, chịu riết thời gian quý vị nghe đến nó quen à. Mà tới chừng nó quen rồi, cái mà bữa nào mà tôi giảng mà tôi không la là buồn đấy. Đó là sự thật. Như vậy thầy trở lại nè, cái câu này quý vị hiểu chưa? Theo trần cho nên dính với cảnh mà sanh ra ngã, ngã và nhân, hay là pháp và nhân. Sự mê mờ đó tạo nên các nghiệp hữu lậu. Cái nghiệp hữu lậu là vậy, là chữ hữu lậu là còn lọt rớt, còn vô lậu là không có lọt rớt nữa. Hiện bây giờ chúng sanh là nghiệp hữu lậu, còn ai là nghiệp vô lậu? Phật và Bồ Tát cũng có nghiệp, nhưng mà nghiệp vô lậu. Mà nghiệp của các ngài là nghiệp lành nha. Chứ chữ nghiệp quý vị đừng có tưởng đâu nghiệp là nghiệp ác, không phải. Chữ nghiệp đây nó có hai, nghiệp thiện và nghiệp ác. Mình thì cái nghiệp ác của mình gọi là hữu lậu, bởi vì hữu lậu cho nên mình mới tu mới sửa mới chuyển được, cho nên gọi là hữu lậu. Còn vô lậu thì không có sửa được, không có chuyển được gì hết trơn á. Cái tâm bất biến, tâm tùy duyên, cái tâm mà thanh tịnh, cái bản thể của chân tâm nó là vô lậu, nó không mất. Còn hữu lậu này thay đổi. Chứ nếu hữu đạo lậu mà không thay đổi thì sao mà mình tu để thành Phật được. Vì vậy mà bây giờ trước mình còn sân, mình còn giận, mình còn chúng sanh, mình còn A-tu-la, mình còn địa ngục. Mà nếu mình biết tu, mình chuyển hóa lại, mình hết giận, hết sân, thì sẽ hết A-tu-la và hết địa ngục. Cho nên vậy mà gọi là hữu lậu nghiệp. Như vậy tham, sân, si, mạng, nó đều là vọng duyên, nó đều là vọng trần, nó đều là vọng cảnh chứ không thiệt. Nếu mình biết như vậy rồi thì mình đừng có tự ái, mình đừng có tự ti. Bây giờ mình xấu, mình chấp nhận mình xấu để mình tu cho nó trở thành tốt. Chứ nếu là tu hồi đó giờ tôi vậy đó, hồi giờ mà biểu tôi vậy là tôi sửa người ta cười tôi, không phải. Chỉ sợ cái người xấu mà không biết sửa tốt, không biết sửa cái xấu của mình thì người ta mới cười. Chứ còn á, Đức Phật trân trọng cái người nhận ra cái lỗi của mình và thay đổi sửa những cái sai lầm đó. Cho nên các vị, tại vì cái nhìn của các Phật tử đối với tôi thấy tôi nhỏ, cho nên các vị không có coi như một vị thầy, một bậc minh sư hay là một vị cha lành thì nó khác. Chứ còn nếu khi nào quý vị đừng có nghĩ là quý vị lo cho tôi, đừng có nghĩ quý vị cúng dường tôi đi, quý vị cứ vô tư tôi là một ông thầy dạy đạo đi, một ông thầy giáo đi, thì quý vị cứ vậy là quý vị sẽ không có cái những cái sai lầm bởi chấp. Bởi vì tôi đâu có kêu gọi các vị cho riêng tôi gì đâu, mà tôi chỉ kêu gọi các vị cho các vị, để cho các vị được an lạc, để có bồ đề, để có niết bàn, để gỡ gông khóa xiềng, gỡ gông phá xiềng. Bởi xưa nay mình trói, mình cuộc cái tư tưởng của mình, cái tâm tư của mình, cái tham vọng của mình, mình cuộc, mình trói kín mít rồi, mình ràng, mình rịch quá chắc rồi. Bây giờ nó phải cần một con dao sắc bén để mà phải chặt nó cho đứt cái sợi dây gông xiềng đó. Mà như vậy thì phải nhờ cái lưỡi kiếm của Văn Thù. Bồ Tát Văn Thù thì cởi sư tử mà cầm cái lưỡi kiếm, cho nên cái gì cũng giữ hết trơn, phải không? Như vậy thì quý vị tu mà quý vị cầu hiền không thì không được.
Cho nên tu đại thừa là phải cần lưỡi kiếm của văn thù. Vì vậy cho nên á, Đức Phật mới nói văn thù là mẹ đẻ của ba đời chứ chư Phật. Đó phải hay không? Đó, văn thù là mẹ đẻ của ba đời chư Phật. Nghe vậy tưởng đâu ngài văn thù đàn ông sao đẻ được, phải không? Vậy là văn thù là ai? Là trí, trí tuệ. Trí tuệ là mẹ đẻ ra chứ chư Phật. Vậy Đức Phật thành Phật nhờ cái gì? Nhờ trí tuệ, phải không? Đó, nhớ vậy đó, tuyệt vời đó. Đó là quý vị cúng dường cho tôi đó. Quý vị lắng cái tâm tư của các vị xuống, các vị nghe theo theo pháp, mà vì hiểu được như vậy là các vị đã cúng dường tôi rồi đó. Như vậy là chiều nay tôi lên máy bay tôi đi mà tôi vui rồi đó. Vậy mà rớt nước mắt được đó. Chứ không phải quý vị đem đây đưa tôi 100 đồng mà tôi vui đâu. Nên trí tuệ là mẹ đẻ của ba đời chứ chư Phật. Vậy chư Phật thành Phật là nhờ trí, trí tuệ. Nhắc lại câu cuối cùng đó. Bây giờ cái câu thứ hai: tuyệt tướng tiền căn, tự tha bất cách, giác tánh bổn lai, cụ túc từ bi hỷ xã, vô lượng tâm. Tự tướng tiền, tuyệt tướng, tuyệt tướng tiền căn. Tuyệt là mình đoạn tuyệt, đoạn tuyệt, đoạn tuyệt các cái tướng, cái tướng mà xưa nay mình trói mình buộc bởi sáu căn đó. Hay chỉ nói tiền, chữ tiền có nghĩa là mình trói, mình buộc lại. Mà căn là sáu căn, xưa nay mắt mà là một căn nè, một mũi hai căn, tai ba căn, miệng bốn căn, thân năm căn và cái ý 6 căn. Xưa bây giờ mình đoạn tuyệt đó, đoạn tuyệt cái tướng của sự trói buộc các căn đó đó, thì sao? Tự tha bất cách. Đoạn tuyệt được đó thì thấy mình cảm thấy mình không có xa cách nữa, mà mình gần gũi với chư Phật đó. Giờ mình làm được cái việc cho lợi ích cho chúng sanh. Như vậy tu là phải đoạn tiện cái căn. Trời, tôi bây giờ là tôi nói thiệt các vị, tôi là phàm phu dữ lắm á. Bây giờ là tôi cũng có cái tu sơ sơ, trời ơi, tôi không dám nói tu dữ nha. Chứ hồi nhỏ ai mà nói mà đụng tới tôi cái gì một cái đó là tôi nhảy tới trời đi. Tôi nói thiệt, bây giờ là coi như là tôi cũng có giận, chứ tôi đâu có khùng. Tôi cũng có giận, tôi cũng có buồn, tôi cũng có thương, tôi cũng có ghét. Nhưng mà rồi sao? Thương tối cái là thương, duỗi thẳng hai chân ngủ, giận chút thôi. Khi nào nó vô minh, nó tác động, nó hoành hành. Cho nên Tổ sư Huyền Giác nói câu đó hay á. Tổ nói là gì? Khi vô minh thì tham sân si nó tác động, nó hoành hành. Nhưng mà khi tỉnh thức thì tìm tham sân si không thật có. Cho nên khi vô minh thì nó cũng giận vậy, nhưng mà rồi nó đâu có dạy mà để cái giận nó ở trong bụng mình hoài. Trời ơi, cái bụng tôi nó bự dày nè, khum không được. Mà nếu mà tôi ngu mà tôi để tham sân si chứa trong bụng nữa thì quý vị thấy tôi nổ bụng sao, hay không? Cho nên vậy là nói vậy thôi, chứ rồi tối ngủ một đêm sáng quên. Lâu lâu cái nghiệp gì đó nó tự động nó nhớ rồi cái cũng phải quên vậy thôi. Cho nên nó khỏe, nhưng mà nó khi mà tỉnh thức á, mà vô minh nó tới thì lấy pháp ra để uống vô. Giống như mà mình bị tâm thần mà sắp sửa nó lên cơn điên á thì phải lấy thuốc uống đó. Cho nên khi mà tôi phát sắp sửa điên á, tôi hỏi chứ mày uống thuốc chưa vậy Thiện Tài? Tôi tự hỏi tôi vậy đó. Mà uống thuốc của tôi là không phải thuốc của ngoài đời, mà cái thuốc pháp này nè. Cho nên vậy mà các Phật tử cũng vậy đó. Bây giờ các vị, tôi hỏi thiệt nè, ở trong này quý vị là người điên hay người tỉnh? Nhưng mà có khi cũng là người điên, chứ đừng có nói tỉnh không. Ai tỉnh lại đây tôi lấy cái nhang tôi chích vô coi nhảy nhõng không biết liền, thấy không? Có khi cũng là người điên. Vậy thì khi nào mình điên? Khi mình bị nghe, khi mình bị thấy, khi mình bị ngửi, khi mình bị nếm, khi mình bị xúc chạm, khi mình bị biết. Có lắm khi mình cũng điên như ai vậy, phải không? Chứ nếu tỉnh thành Phật là nếu ai nói tôi tỉnh không lại đây tôi lại liền đó,
Phật á. Tỉnh là Phật, mà điên mê thì là chúng chúng sanh. Như vậy thì các vị chấp nhận các vị điên hay là tỉnh? Thôi điên, điên như dễ sống, điên nhiều hơn tỉnh để cho dễ sống, thấy không? Như vậy mai mốt tôi có chửi ai, tôi nói cô điên quá, có giận không? À, nếu mà tôi phân tích rồi mà mốt tôi có quát lên, tôi nói cô điên quá mà giận là các vị chịu nghe, chứ tôi không phải cố tình nói điên. Khi nghe ông thầy nói điên thì mình phải tỉnh. Đó là một cái kết tu đó. Nhưng mà thật sự cái bản ngã chúng sanh có nhiều khi cái ngã lớn quá đi hả, mà nói đụng chạm tới là không chịu. Nó tỉnh là phái chứ nó điên là không chịu. Cỡ như cô Diệu Mai vậy đó. Bây giờ nó trời ơi cô trẻ giống như cô gái thì cũng chịu, chứ giờ nó cô già như bà già là có giận liền à, thấy không? Cho nên cái đời nó thông thường, mình hay thích cái tiếng khen. Mà thích tiếng khen thì sao? Mình bị chấp. Mà mình thích cái gì thì mình lọt vô cái đó vậy thôi. Thì bây giờ quý vị nghĩ coi mình thích cái gì đó. Cho nên là vậy mà sở dĩ tôi á, tôi không có bị ai mà lọt chân vô tôi là vậy đó. Tại vì tôi hay đã phá quá đây, cho nên mấy bà không có cảm tình. Chứ mà giờ tôi cứ tôi vuốt ra tôi nói ngọt không là mấy cô dính cháu hết á. Cho nên tự tuyệt tướng truyền căn. Quý vị hiểu chữ này chưa? Tuyệt là cái gì? Đoạn tuyệt truyền căn, cái đoạn tuyệt cái tướng của sự sáu căn ràng buộc. Bây giờ có ai nói tôi không ràng buộc đâu? Vì nó ổn mắt sao mà thầy, mắt sao mà thầy nói buộc được, buộc sao buộc được, chỉ tôi coi sao không buộc. Nó thấy sắc là nó buộc liền, phải không? Cái gì buộc? Cái tâm tưởng của mình buộc, thấy không? Rồi cái nói là cái lỗ tai sao thầy, lỗ tai buộc chỗ nào? Buộc chứ. Trời ơi, nghe cái lời ngon tiếng mặt một cái thôi thì cái tai này nó thâu vô, nó đưa lên ý. Rồi cái đêm về mơ màng, đêm năm canh lần nương dách quế, tự nhiên nó buộc vô cái, rồi cái nghe cái nhớ, nhớ cái tương tư, rồi tương tư không biết cái làm sao. Trời ơi, rồi cái khóc thân, rồi khổ hận, rồi này kia nọ. Rồi mình không biết tâm sự với ai. Thiếp trong cánh cửa chàng ngoài chân mây, trong nỗi này đã đành phận thiếp. Và ngoài chân mây ý kiếp chàng vương, những mong cá nước xung dày, nào ngờ đôi ngã nước mây cách dời. Không buộc là gì? Nông nhốt là gì? Cho nên vậy mà tình ái vô, tình ái si mê tù trong lục đạo, trăm giây phiền não nghiệp báo không, không còn. Đó thì cuối cùng thì hôm nay nhờ Phật tổ năng nhân, vũ lòng lăng mẫn không nở sinh lưng, thiếu phước nặng kiếp luân hồi. Cái gì đó là cái bài này, bài gì quý vị nhớ không? Bài sám. Mà sám gì? Bài khánh đản. Nhớ chưa? Đệ tử hôm nay gặp ngài khánh đản một dạ chí thành gì đó, cúi đầu đảnh lễ mười phương tam thế gì đó, điều ngữ Như Lai nguyện cứu muôn loài hiển vào lục đạo, trăm giây phiền não nghiệp báo không cùng gì đó. Rồi gì đó, tình ái si mê tù trong lục đạo, trăm giây phiền não nghiệp báo không cùng, nay nhờ Phật tổ năng nhân, vũ lòng lăng mẫn không nở sinh linh, thiếu phước nặng kiếp luân hồi, đêm dài tâm tối đuốc tệ rạng sôi, nguyện cứu muôn loài mới hiện vào gì đó lục đạo gì đó, quên rồi, nó tự nhiên cũng quên ngang, lâu lâu năm đọc con lần nói, chứ cái đầu này nó cũng vừa phải thôi chứ đâu thể nhớ hết gì. Đó quý vị thấy không, đọc kinh rồi mình hiểu được ý kinh cái mình thấy nó vui không? Nói vậy thì mình biết mình đang bị trăm dây phiền não. Và cho nên tự tuyệt trứ tướng truyền căn, tự tha bất cách. Nó làm cho nó làm cho các cái căn này nó tự tại đi. Mình với người không còn ngăn ngại, nó tự và tha. Tự là tự mình, tha là người. Bất cách là không ngăn ngại nữa. Thì tính giác xưa nay vốn đủ bốn tâm vô lượng, như vậy từ bi hỷ xả đâu phải là khó. Tại vì mình không có nhận chân được cái bản lai diện mục của mình,
mình làm cho người và mình nó có sự cách trở với nhau. Chứ còn làm sao mình tu phải tự tha bất cách. Đó, hai câu này trong thời gian tôi đi 2 tuần ở nhà quý vị học thuộc nổi không? Rồi, cố gắng. Vậy thì tôi giảng lại, đây là tối ngày 21 Tây. Tối thứ hai ngày 21 Tây tôi trở về tôi giảng lại. 12 giờ trưa là tôi xuống phi trường rồi. 7 giờ tối về tụng kinh Pháp Hoa là tối thứ hai. Đó. Thôi thì tôi có nói mấy đi nữa mà quý vị không hiểu thì cũng không thương. Mà không nói ít mà quý vị hiểu thì quý vị cũng thương rồi phải không? Thôi thì lòng của tôi làm sao tôi nói như vậy đó, phơi bày ra như vậy thì quý vị cứ cố gắng mà tu tập. Cứ nhớ, cứ việc mình tu cho mình giải thoát cho mình giác ngộ để trở về cái tự tánh của ai? Của mình. Vậy thôi chứ mình đừng có tu cho người ta nghe. Thôi tới đây nghỉ là vừa ha. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng sanh vô biên thệ nguyện.